4 người phụ nữ gục chết dưới cơn cuồng ghen. Quý vị và các bạn thân mến, trong các vụ án giết người xảy ra trên địa bàn các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua, mâu thuẫn xuất phát từ chuyện tình cảm chiếm số lượng khá nhiều. Trong cơn cuồng giận, cuồng ghen, kẻ thù ác sẵn sàng phun dao, tước đoạt mạng sống người, từng đầu ấp tay gối, gây phẫn nộ trong xã hội. Ngày 15 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hồ Ngọc Giàu, 21 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang về hành vi giết người. Nạn nhân mà Giàu ra tay sát hại chính là người đầu gối tay ấp với y hơn 6 tháng qua. Theo điều tra, Giàu sống chung như vợ chồng với chị NTNG, 28 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang được hơn 6 tháng. Một tháng trước, hai người đến thuê nhà trọ tại xã Long Thạnh sinh sống. Thời gian này, chị G đi làm tiếp viên cho một quán ăn tại xã Long Thạnh, còn Giàu thì không có nghề nghiệp, suốt ngày vạ vật ở các quán cà phê. Tối ngày 13 tháng 12, Giàu cùng 4 người bạn đến quán, nơi chị G làm việc để nhậu nhẹt. Đến 1 giờ sáng ngày 14 tháng 12, Giàu chở chị G về nhà trọ. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Chị G lấy đồ đòi bỏ đi, thì bất ngờ Giàu chụp cây dao nhọn trong phòng, đâm chị này chết ngay tại chỗ. Sau đó, Giàu đến cơ quan công an đầu thú. Trước vụ việc vừa kể, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đưa ra xét xử và tuyên phạt Bùi Văn Vũ, 42 tuổi, ngụ Đồng Tháp, tù chung thân, can tội giết người. Người mà Vũ ra tay sát hại với 31 nhát dao chính là người tình của y. Trước đây, Vũ nổi tiếng ở địa phương với thành tích quậy phá gia đình, đánh đập người thân. Không chịu nổi tính hung hăng của Vũ, cha mẹ, anh em từ mặt. Khi Vũ cưới vợ, có con, những tưởng sẽ thay đổi, nhưng Vũ vẫn chứng nào tật đó. Người vợ không sống nổi với thói côn đồ của Vũ nên phải ly dị. Trong thời gian đi làm thuê, vào năm 2014, Vũ quen và sống với chị HTUN, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, làm nghề sơn móng dạo. Chị N cũng đã có chồng con, nhưng do mâu thuẫn nên bỏ nhà đi. Sau này, khi vợ chồng hàn gắn, chị N quyết định chia tay người tình. Tuy nhiên, Vũ tìm mọi cách níu kéo cho bằng được. Đầu tháng 7 năm 2016, chị N liên lạc với Vũ hẹn gặp bằng công việc. Trước khi đi, Vũ ra chợ mua con dao, bỏ vào cốp xe. Sau nhiều lần chị N thay đổi địa điểm, tối ngày 4 tháng 7, Vũ chạy xe máy đến công viên ở trung tâm quận Thốt Nốt đợi. Gặp nhau nói chuyện vài câu, hai người phát sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Vũ rút dao đâm liên tiếp vào người chị N, khiến chị này chết ngay tại chỗ. Khi thấy người tình bất động trên vũng máu, Vũ lấy xe bỏ trốn, ném cây dao gây án và bộ đồ dính máu xuống sông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vài ngày sau, kẻ cùng sát bị công an bắt giữ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên Nguyễn Văn Cốc, 68 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, 20 năm tù vì tội giết người. Theo hồ sơ tố tụng, Cốc có vợ con ở huyện Tam Nông, Đồng Tháp, nhưng đến Sóc Trăng làm thuê và sống với chị TTL, 43 tuổi, ngụ xã Ngã Năm, Sóc Trăng. Rạng sáng ngày 18 tháng 6, Cốc và chị L thức dậy dọn hàng ra chợ Vĩnh Biên, thị xã Ngã Năm bán như mọi ngày. Lúc này, chị L nói hôm sau sẽ đi công việc, khiến Cốc nổi cơn ghen nên hai bên xảy ra cự cãi. Trong cơn ghen mù quáng, Cốc sát hại chị L rồi lấy xe máy chạy về Đồng Tháp và ra sau vườn uống thuốc trừ sâu tự tử. Vợ Cốc phát hiện việc này sớm nên đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu. Một câu chuyện đau lòng khác, khi vụ việc xảy ra hơn nửa tháng nhưng nhiều người dân ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại chuyện BVT, 18 tuổi, rút dao đâm chết bạn gái rồi chạy ra cầu Cần Thơ nhảy sông tự tử. Hai ngày sau mới tìm thấy xác. T và bạn gái tên H, 19 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quen nhau được hơn 3 tháng nay, khi T giữ xe ở quán cà phê nơi H làm việc. Trước khi gây án, T ghen tuông khi thấy H kết bạn với nhiều người trên Facebook. Nỗi hận ghen tích tụ lâu ngày dẫn đến T vung dao đâm chết người yêu ngay tại buổi sinh nhật chị gái của mình.